Julie xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội với phần góp mặt của hai người bạn chữ Douglas Việt và Phạm Anh, là một trong những hai người trong thuộc trong nhóm Xin Cứu Con, để gửi đến cho chúng ta những cái chi tiết, những cái công việc mà Julie thường hay chọc là vác ngà voi. Mà chồng Julie thường hay nói là với Julie là việc nhà thì biếng mà việc người thì siêng. Thì Julie chắc chắn thì là trong những cái buổi gây quỹ và cũng những cái buổi sinh hoạt thì quý vị cũng nhận được rất là nhiều những cái lời khuyên bảo hoặc là những lời khuyến khích của những người đến tham dự. Phải không ạ? Là thì ngoài đúng. Cái vấn đề, ngoài những nam nữ ca nghệ sĩ góp phần và kêu gọi thì những nhà hảo tâm, những người bảo trợ như là những thân phụ huynh, bậc phụ huynh trưởng đã hả? Và đặc biệt mà Julie thường hay nói với tất cả những ban tổ chức là nếu không có sự đóng góp của toàn thể quý vị, của những người có những tấm lòng bác ái, có những trái tim bác ái thì không có hội nào thành công hết, đúng không? Dạ, đúng. Đó. Và cái câu hỏi kế tiếp của Julie là nãy giờ cũng hơi thắc mắc, là nãy giờ mình cứ dí ông này mình hỏi là ở về Việt Nam thế này thế kia, dạ, vâng. Nhưng mà ngoài Phạm Anh ra, trong nhóm có ai ngoài Phạm Anh ra để mà đi về Việt Nam để mà làm những cái công tác giống như là giao những cái đóng góp của quý vị ở đây là một chuyện, nhưng mà có bao giờ có ai ngoài ra về để mà làm những công việc giống như là đi tạo mộ hay là đi chôn các em hoặc là dạ. đi đóng những cái quan tài cho các em đại khái như vậy. Ngoài Phạm Anh ra có ai đi theo không? Thì ban tổ chức hồi mà cái lần đầu tiên mình gây quỹ cho Xin Cứu Con 1 á, thì đã gửi về 3 người. Anh Thượng là người về trước, rồi anh Phạm Anh và chị Cẩm Cầm Tú là những người mà nó về Việt Nam và đi theo cái đường hướng mà chị đã nói, thấy trước mặt giúp đỡ thế những cái điều kiện và thấy những cái sự thương đau của cái con người của những em bé đó. Và anh có thể nói thêm cái đó. Còn theo mình á thì vừa rồi á em cũng có về Việt Nam với ông anh của mình, cũng gặp nhau của một số nhóm ở Đà Nẵng. Và cũng thấy những cái xác của mấy em là sau khi mấy thiện nguyện đó họ đã mua được từ những cái... mua được là sao? Là cái này hơi sensitive để nói chuyện trong đài một cái, là nhiều lúc họ tìm cách để họ lấy được cái bầu thai đó, những cái thai nhi đó, lấy được cái thai nhi đó đã bỏ trong rác rồi, họ tìm cách để họ lấy lại để họ đưa chôn mấy em đó một tư cách human way. Thì anh có thể share về những cái kinh nghiệm của anh và chị Cẩm Tú. Thì cũng được chị Cẩm Tú cho biết là tháng 7 năm 2014 lúc về Việt Nam sau chương trình Xin Cứu Con kỳ 2 thì chính chị Cẩm Tú đã đích thân đặt hai em xuống đắp mộ và chôn. Và được cho biết rằng là đây là ở Đà Nẵng thì có một nghĩa trang thiếu nhi của các em, thì các em càng ngày bị hủy bỏ rất nhiều, thì với thời gian thì đất không còn, thì những người mà thiện nguyện người ta phải cải táng lại và đưa các em lên đặt vào hai năm mộ, mà mỗi năm mộ là 2.500 em, tổng cộng là hai ngôi năm mộ lớn là 5.000 em, chưa kể dưới là những em vừa mới được chôn. Thì kế tiếp là cũng vào cái thời gian đó 2014 tháng 7 thì cá nhân Phạm Anh có được đi vào miền Nam và xuống một cái dòng gọi là dòng Francisco khó khăn tình cờ thôi. Thì một lần đi vào cái nhà dòng nơi tĩnh tâm của các dòng tu của các tu sĩ ở trong đó thì thấy có một cái vườn hoa rất đẹp và dưới đó có những lát những phiến đá rất đẹp mỏng lát, thì cá nhân Phạm Anh mới hỏi người đưa dẫn đi tham quan trong đó thì mới biết rằng ở dưới đó là nơi chôn cất của các em, và tình cờ cũng vô một trong nhà nguyện nơi đó cất giữ 16.000 hài cốt của các em, và bên cạnh đó cũng có một nhà hỏa táng, tức nói rằng là ở trong cái vùng đó là các tu sĩ ở đó người ta chuẩn bị đầy đủ hết để mà chôn cất các em. Và có những tu sĩ kể như thế này, mỗi buổi sáng ra thì trước cửa của tu viện là người ta đã treo những cái bọc mà trong đó
những cái bọc bằng plastic, và những trong cái bọc đó là các thai nhi đã bị hủy bỏ vào tối hôm qua. Rồi các tu sĩ đó lấy và đem hỏa táng các em, rồi đặt cốt đó ở trong một cái nhà nguyện. Đó là một trong những cái mà cá nhân Phạm Anh đã chứng kiến, và nó đánh động đến cái lòng cái cảm xúc mà Phạm Anh cảm thấy là không thể hơi xúc động mà không thể tiếp tục để nói ra. Julie cũng hơi thắc mắc là nếu mà ở Việt Nam như vậy đó, thì tại sao thay vì chôn mà mình không có đất nữa, thì vừa không có đất mà phải có hòm, phải có xi măng giống như chữ Việt nói. Thì tại sao mình không hỏa táng các em để đem những cái hài cốt đó của các em vào một chùa hay một nhà nguyện để cầu nguyện cho các em, thì có phải là mình cũng có thể mình giảm được cái vấn đề cái vấn đề là không có đất chôn mà phải chôn chồng lên các em. Mình nghe thấy tội nghiệp quá. Em nghĩ rằng là về Việt Nam có nhiều nhóm họ có một cái chủ trương riêng của họ, cái tư cách họ chôn hoặc là thiêu mấy em, hoặc là cái tư cách chị vừa nói là chồng lên trong cái tu viện mà đã nói qua. Thì bên nhóm Xin Cứu Con của tụi em không có cái cẩm quyền về cái vụ đó. Có không, mình là... nói là mình, ý mình muốn nói là mình có bao giờ mình có cái ý kiến đó đối với cho họ, thay vì mình chồng lên để giống như là thổi hết len đó, nó chôn sống biết bao nhiêu triệu người dân, bao nhiêu người dân chôn sống như vậy. Thì cái này các, mặc dù là các em đã chết rồi, em không còn hơi thở, mình cứ chồng chất lên các em rồi. Không có một cái gì của nhân phẩm của con người hết. Cái đó thì cũng nhiều khi cũng tùy thuộc vào cái quan điểm của những người làm tình nguyện bên đó. Thì đối với một vài người tình nguyện thì người ta nghĩ rằng chôn cất các em để có một cái nghi thức gọi là chôn cất đúng nhân phẩm. Rồi sau đó thì có thể là một vài người quan điểm rằng là người thân của mình thì không muốn hỏa táng, muốn chôn để có một nấm mồ. Nhưng mà rồi cũng vì điều kiện khó khăn thì sau khi mà một vài năm rồi thì khi xác của các em nó cũng đã rửa ra rồi thì người ta bắt đầu mới hỏa táng. Thì lúc đó mới mai táng lại và bỏ chung vô một cái nấm mồ, nhưng mà dưới đó thì tất cả các cái chung của hài cốt của các em. Nếu như vậy thì cũng đỡ một chút xíu. Đúng rồi. Cho các em theo thuyết Phật thì có kiếp sau. Thì kiếp sau mình có những bài hát kiếp sau xin không muốn làm người, làm một cây đứng giữa trời mà nghe whatever. Thì nhân phẩm con người mình vẫn phải giữ cho các em, mặc dù các em chỉ là những cái thai nhi, có những em là mới được sinh ra đời thôi. Và không biết là cái tệ nạn mà như vậy đó, Julie đọc rất là nhiều bài báo nói thì ở bên China ha, là thường hay đi kiếm những cái xác của người để mà lấy những cái bộ tạng trong cơ thể để mà đem đi bán. Thì không biết đây có phải là rơi vào cái tình trạng là những người mẹ đó lấy những cái bộ tạng trong cơ thể của đứa bé sơ sinh rồi đem đi bán rồi giết con mình hay không? Cái đó là mình cũng không biết được. Không biết được. Vâng, xin quý vị tiếp tục theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn để hai bạn đây cho những quý vị biết là sẽ có những cái sinh hoạt nào sắp tới cho của hội Xin Cứu Con. Và trước khi trở lại, xin quý vị chuẩn bị sẵn bút và giấy để ghi xuống những cái thông tin mà Trưởng Việt và Phạm Anh sẽ gửi đến quý vị sau phần quảng cáo.